một chàng trai trẻ, cô đơn có sở thích kỳ dị mỗi ngày anh vào một căn nhà trống để ở lại một đêm, tại đó. Vậy là cứ mỗi ngày anh chàng sẽ lẻn vào một căn nhà khác nhau. Vào đó không phải để trộm cắp gì đâu. Chỉ là một vài việc có vẻ biến thái như giặt đồ bẩn cho chủ nhà, sửa chữa đồ đạc hỏng hóc. Rồi tình cờ một hôm, anh đến nhà một nữ diễn viên xinh đẹp lấy chồng đại gia và đang bị chồng bạo hành. Thấy lò của cô gái hỏng rồi, anh bèn ra tay sửa chữa giúp cô. Em yêu anh. Lần đầu sau bao năm bên nhau, anh chồng được nghe thấy những lời mật ngọt này, xúc động anh ôm vợ vào lòng nhưng thực tế nàng đang tỏ tình với một chàng trai lạ. Người chồng độc ác ôm vợ và buồn cười là hắn không hề hay biết vợ mình đang hôn một người đàn ông khác ngay sau lưng hắn. Vậy thì các bạn thắc mắc làm thế quái nào mà có thể vào nhà người ta dễ dàng đến vậy? Anh chàng có một bí kíp đơn giản thế này. Mỗi sáng anh chọn đại một khu phố nào đó, dán tờ rơi trước mỗi căn nhà. Chiều tối, anh ta quay lại và căn nhà nào vẫn còn y nguyên tờ rơi trước cửa có nghĩa là chủ nhà đi vắng, thế là vào thôi. Hà chưa nói hết, tất nhiên muốn vào được bên trong, anh chàng phải là chuyên gia phá khóa. Kẻ ở nhờ kỳ dị này vào nhà và làm các công việc của Osin giúp chủ nhà như dọn dẹp, giặt giũ áo quần, sửa các thiết bị điện tử hỏng hóc và chụp ảnh tự sướng với những bức ảnh của gia đình gia chủ để ghi nhận chiến công của mình. Quả là một trải nghiệm kỳ cục, các bạn nhỉ? Một ngày đẹp trời, anh chàng kia lén vào nhà một đại gia giàu có. Ông chủ lớn này có một cô vợ là diễn viên người mẫu xinh đẹp, nhưng đã sớm từ bỏ ánh đèn sân khấu để lui về lo việc đốt lò nướng khoai, hầu hạ anh chồng giàu có vừa chốt hạ. Thế nhưng đời không như là mơ, nàng lấy phải một người chồng có tiền nhưng cũng có quyền, có cước. Anh ta thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lên nàng làm cô gái bầm dập tả tơi. Cô vợ đang ngồi khóc tỉ tê thì thấy chàng trai lạ vào nhà mình. Cô chỉ im lặng quan sát anh ta khi gã trai này đi lại quanh căn nhà của mình. Hắn lại chụp ảnh tự sướng như mọi khi. Đâu đấy xong xuôi, hắn nấu ăn rồi dọn dẹp, giặt giũ quần áo cho cô. Hắn còn tiện tay sửa luôn cái lò hư hỏng lâu ngày giúp nàng. Khi chàng trai leo lên giường đi ngủ, thì nhìn thấy cô vợ đứng nhìn mình bên ngoài cửa phòng. Hơi hoảng vì sự xuất hiện bất ngờ của người đẹp, anh vội vã thu dọn đồ đạc và rời đi. Trước khi bước ra khỏi nhà, chàng trai vẫn kịp nhận ra cô gái xinh đẹp với những vết bầm trên mặt, đôi mắt sưng vì khóc và hộp thư thoại lại vang lên những lời đe dọa, mắng nhiếc của anh chồng vũ phu. Rời đi rồi, chàng trai vẫn không thôi nghĩ về cô gái mới gặp. Anh quay lại căn biệt thự, thấy cô gái đang khóc trong bồn tắm. Không nói lời nào, cả hai nhìn nhau, chàng trai trẻ lặng lẽ chuẩn bị cho cô một bộ áo quần. Cả hai cùng chơi một trò chơi nhỏ trong bầu không khí tĩnh lặng. Nhiều khi, tình cảm chỉ cần cảm nhận thôi là đủ, đâu cần phải nói ra. Người chồng về, anh ta lại la lối vì vợ mình quên khóa cổng. Rồi thì theo kiểu của Jabber Binzi, nếu em hư em sẽ bị phạt, ạt ạt ạt, anh ta lao vào phạt cô vợ tới tấp. Chàng trai đánh gôn bên ngoài vườn thu hút sự chú ý của anh chồng. Phát hiện có kẻ đột nhập, anh ta lao ra vườn nhưng bị bóng bay xối xả vào người. Cô vợ bỏ đi cùng chàng trai lạ mới quen. Cả hai bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, mỗi ngày ở một căn nhà khác nhau. Cùng nhau vào nhà một nhiếp ảnh gia. Cô vợ tìm thấy bức ảnh của chính mình lúc còn đang nổi tiếng, cô cắt nhỏ chúng ra và ghép lại chúng để miêu tả sự thay đổi của cô ấy sau khi lấy phải anh chồng tồi tệ. Họ cùng nhau sửa chữa đồ đạc, dọn dẹp, giúp gia chủ và thưởng thức bữa ăn tự nấu. Cả hai không hề nói chuyện với nhau, nhưng họ thấu hiểu đối phương. Chàng trai có sở thích buộc quả bóng vào một sợi thép và tập đánh gôn theo kiểu bình dân. Khi cô gái muốn chàng trai dừng chơi gôn, cô ấy chỉ đơn giản đứng chắn trước mặt anh. Một hôm cả hai đến nhà một võ sĩ quyền Anh. Họ làm những việc như thường lệ nhưng lần này họ lỡ uống nhiều rượu và ngủ quên trên nhau. Anh chàng võ sĩ vừa đi nghỉ với vợ, ở Hawaii về thấy hai kẻ đột nhập đang ngủ trên giường của mình. Anh ta tức giận doa cho chàng trai một đấm, thành công biến anh ta thành một con gấu trúc. Rồi tình cờ cả hai đến một căn chung cư bốc mùi hôi thối. Thì ra đây là một căn hộ của một ông già. Ông đã chết cách đây vài ngày. Thay vì báo cảnh sát, họ đã chôn cất ông lão cẩn thận. Ngày hôm sau, con của ông lão đến và phát hiện ra hai kẻ đột nhập đang ở trong nhà cha mình. Nghi ngờ bọn họ đã sát hại ông ấy, cảnh sát được gọi đến và cặp đôi bị bắt. Cảnh sát tìm thấy những bức ảnh của cả hai tại những căn nhà mà họ từng đến, nhưng chủ của những căn nhà này thông báo họ không bị mất thứ gì. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của ông lão là do ung thư phổi. Vì thiếu chứng cứ định tội, người chồng được cảnh sát gọi đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho cô vợ. Chàng trai bị tuyên án vì xâm phạm tài sản riêng. Người chồng cố gắng dỗ dành cô vợ rằng anh đã rất lo lắng khi cô bỏ đi. Anh vẫn chu cấp cho ba mẹ cô đầy đủ và chăm sóc cây trồng yêu thích của cô, nhưng nàng chỉ đáp lại anh bằng sự dửng dưng. Tức giận, anh chồng hối lộ cảnh sát để gặp chàng trai một giờ và trút giận lên anh ấy. Thời gian trong tù, chàng trai gây hấn với bạn tù và bị biệt giam. Anh dành thời gian để học cách xoay sở để di chuyển trong một căn phòng nhỏ
mà không gây ra một tiếng động nào. Lúc này, trong căn biệt thự xa hoa, cũng chính là cái lồng Son đang giam hãm cô vợ, người chồng lại tiếp tục ngược đãi cô ấy. Nhưng lần này, cô vợ đã dũng cảm phản kháng lại anh ta. Mỗi ngày ở trong tù là mỗi ngày chàng trai rèn luyện cấp độ ẩn thân của mình. Anh làm cho các anh quản giáo ở đây đau đầu vì ngày nào anh ấy cũng có vẻ biến mất theo những cách khác nhau. Cô vợ nhớ chàng trai rất nhiều, cô ấy mô phỏng lại những việc mà anh ấy hay làm. Hằng ngày, cô giặt áo quần bằng tay, thậm chí cô quay lại một trong những căn nhà mà họ từng đến và ngủ trên chiếc ghế sofa của gia chủ. Chủ nhà rất bối rối nhưng họ vẫn để yên cho cô gái. Kỹ năng che giấu của chàng trai đã đạt đến mức phi thường. Một cảnh sát vào phòng thậm chí không thể nhìn thấy chàng trai. Di chuyển phía sau người đàn ông với sự chính xác khiến người này tưởng anh ta đã trốn chạy cho đến khi nhìn thấy bóng của chàng trai. Ra tù, chàng trai đến căn biệt thự tìm cô gái. Người chồng cảm thấy sự hiện diện của người lạ ở trong nhà nhưng không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào về sự có mặt của người đó. Tìm kiếm mãi không xong, người chồng đi ngủ. Cô vợ bước ra ngoài và nhìn vào gương, nàng đã thấy chàng trai. Đối diện với người chồng, lần đầu tiên nàng nói, em yêu anh. Ngỡ ngàng anh chồng ôm cô vợ nhưng thực tế nàng đang tỏ tình với chàng trai lạ. Người chồng độc ác ôm nàng vào lòng và buồn cười là hắn không hề hay biết vợ mình đang hôn một người đàn ông khác ngay sau lưng hắn. Sau bao năm bên nhau, cuối cùng cô vợ xinh đẹp cũng mỉm cười với hắn khi ăn sáng cùng nhau. Người chồng đi làm để lại cặp đôi trong căn biệt thự, nơi họ được ở một mình để làm bất cứ điều gì họ muốn. Mến chào cả nhà, chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ mất vài phút đăng ký và like, các bạn đã giúp cho Hà rất nhiều rồi đấy. Hà cảm ơn và xin chào tạm biệt các bạn.